một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, khiến 4 người thương vong. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3 tháng 3, một xe tải chở gạo biển số 63C03117 khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt An Sương về công viên phần mềm Quang Trung thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, đã đâm vào đuôi xe container biển số 70C07440. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, dính chặt vào đuôi xe container. 4 người bị mắc kẹt trong xe tải. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận 12 đã đến hiện trường, đưa một nạn nhân bị thương đi cấp cứu. 3 người còn lại kẹt cứng trong cabin được xác định đã tử vong. Đến 8 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ trong đầu giờ sáng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.